người ta sinh trường bờ. Tổ thời như cây có cây.
Tiếng bà thung dung nghe tiếp ngày này nghe tiếng bà thung nghe dung nghe tam tòa đã đánh ngồi cùng đồng mẫu sang đàn duy. Con anh mời bao này nhân anh tiên nè, con tình mời tăng phong xê thăng sơn kỳ cử về. Đà văn đông ngưng xa niên phóng sư chư vật này hồi tận sao văn kỳ sư kết tường văn lành kỳ hương văn làm ô cánh bồ tát ma nga tát an nam mô ngưng văn cánh bồ tát ma nga tát nam mô ngưng văn cánh bồ tát ma nga sẽ loan thánh giã hồi cung mong đề nhì thắng anh tiên nhì có tình mời nhì vốn xưa đến anh xong đền sòng sư ở Di Đà văn xin năm này ngắn đô nhiên minh vương giao đô từ mong lưỡng vô hương hòa đời tất anh năm nhân su biến thập phương nam mô ngưng vân ngay bồ tát ma nga tát nam mô ngưng vân ngay bồ tát ma nga tát nam mô ngưng vân ngay bồ tát ma nga tát sai loan thánh giã hồi cung mong mong đề tam thanh thiên nhi con tình mời nhi xích lần ông đứng ngư đền thoại nhi cung a di đà văn sân nghiêm sang tướng thảo hoa minh vô đồng đồng bành ngào yên xin chú đô ni nam mô tây vương cực lạc thế giới đại từ đại bi nga di đà văn nam mô tây vương cực lạc thế giới đại từ đại bi nga di đà nga sẽ loan thánh giã hồi cung văn võ quân đần trần triệu con tâu đức nghi ngông nghi văn võ trần triệu anh đi chắc sáng nghi ngông ngư đồng ngờ giúp đi cho con anh truyền ra đức thanh ông con anh truyền ra các quan bây giờ cũng là tỷ bộ chữ dịch sắc nghi dưới Việt Nam địa thế y linh thông cầm sai đội lệnh thiên đình thấy quyền hạ giới giang sinh y phụ chân thank you.
nghe có lệnh truyền ra đức thánh ông có lệnh truyền ra nghe càng quan bây giờ ngờ cũng là bộ chữ sinh ngồi lao động làm thành khai ngoan sông nhàn thâm gờ diều quang minh sừng từ trung nga đích tăng cung giảng kim phùng hoàng thân cận phật thanh tiên xuống vương ngờ văn sử dựng lên ngày này văn sử dựng lên trình ông tông đối chép biên biên so sàng phi so để tử bình bình an về nghe cho đệ tử bình an cửa nhà hăng thái phúc lai hoàn chỉnh đồ cho phú giàu sang sự sức nghe lên trình ông tâu đối chép biên rõ ràng phi rõ để thứ bình an thank you.
thanh nghi ngang tường xe cất đi bay đi ngập lòng mà sợ đại anh lòng ngờ dân chiếm bao thấy mộng thần sao sang đôi vị phụ nhân bơ mang rõ ràng vì do để bình bình an an ngay để từ con mắt sứ sức nga lên trình cô tông đôi xem biết rõ ràng vì do để trường sinh trường sinh cửa nhà hàng hai phúc lãi hạn xin đồ cho phúc giàu sang nghe văn sứ dựng lên ngày này văn sứ dựng lên chỉ cô tông đôi chép biết rõ ràng khi do nhi thì chàng sinh sang sinh sinh cửa nhà hàng ai phúc lãi hạn sinh đồ cho phú quý giàu sang
thanh nghi thường sang cất bay nghi gấp lòng ngờ trời đài ai nghi lòng ngờ dân chiêm mà màu phút na mộng thần sao xa đôi vì an phu nhân đi mới ngờ mang giữa sổ tắm tòa
đêm ngày tâu đôi vào xa toàn quyền nguyện đi lầu xong chơi hoàng thiên quản cái thiên hạ toàn quyền chúa cai
con có sót dài, tay cầm cây đốt chân đi hải sao hoa đi, dưới trên lòng và bé người ta ý nghĩ ngà ngà ngà. Xoay lên làm rồi xoay xuống xuôi, ôi ngon xuôi nó xoay về đâu, con cá vàng lơ lơ bà bên xuôi, con này vàng ngơ ngác sườn lo. Sừng lời ơi nghe tiếng ngay gọi, sao đâu suối sông sông mãi muốn đi đời nha, chú bạn ngày từ ngày nhiều lắm đó đi, và những đêm mưa rơi sông rừng sâu, chú bạn từ ngày đến ngày nhiều lắm đó, cả những đêm mưa rơi sông rừng sâu. Ngọc cái chúa mới ban ra, bốn phương ngồi họp để đã tháng ngày, ban cho đồng dại nhất sơn thề, ý à ơi à, à. Dài nhất sang nhiều bóng lầu cho nhiều hơn năm ngoài năm ba xưa, thanh đồng còn đi nhang coi không nghĩ thằng ba mươi mấy một mười tư gương xăm ba mươi mấy một ngày nào là mười tư đầy ngàn tay hai gối xin mai nắng say xin ra thư ra xuống dây quẩy lắng đầu lọ lọ nè xuống ra thư gì quẩy lắng đầu lọ mà là ní đó ơi ngày hôm nay xuống mà đang về nên là rồi có thể non lên đi có thể non lên đi gió vội vội đèn là họ là quan nè họ là quan trước ông đầu kim sang nè ca ra ca thôn nhà thay ngọn nè ý kỳ ngà 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 ngà. Còn bông hoa cũng biết vào tay ai, yêu ai tiếp lộc cho tài, ý à ơi à, à. Diệu tắm con yên á đủ ba vò, cao lon cà quả lào cả phong trầu tên mi cánh anh vượng hoa hồng ý à. Xưa sáng gương nghi lược châu cao, thỉnh chúa ngự đồng giang nghi thế lai lâm, từ lòng trần thế chứng tâm thay quyền thiên na địa cầm mi cân thắng bằng ý. Yeah.
dặm nghe năm nghi nỗi xuồng phúc mong nghiệp bị dày tâm nghe tựa mong đêm nghĩ phải tâm mơ và nghe phải sung sung nghĩ quyền nghĩ nghe tâm nghe văn nghe vãi sung sung nghĩ nguyện tu nhân tình nghe được thanh thanh nghe tiến độ gì giữa thời xét đi sở âm đi phước sau khi thời xét nghe tâm đức tu nhân ở đời xưa xưa về vây đi chào các kinh xin nền vật vật na sông xuống về tông bóng ngờ tây thiên đồ cho đồng đầy cao tay mỏi xoài tây đồng ngờ sư đồ cho đất lầu sai ta ngài xe loan thánh giá hồi bùng ngài đi tới cao xuất ra bệnh nhị mã hỏi đồng quê đi thờ ngờ xuống nguyệt đi nơi lao đi hỏi ta nghe phố kém mà ông đi 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 xuống ga phố kẹp đi vào qua chợ bố hạ lùi vào mỏ than ngồi đến chùa an thanh cảnh vắng đủ bốn mùa cầu lộc bình an ngọc lan ni xanh biết bốn mùa ngọc ngọc nghi lắng an xanh xanh nghi ngắt đùa bốn vì mùa lầu cầu miếu cầu ngờ đôi nghiêng bên xa vào sức nguy cao dầu dầu lên nghi bật nở sức cây xót sức đặt phía sau nghĩ là sau mùa với một quả cầu đi 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 màu xanh nghi lam chú ba ngồi đó nhưng lòng đau xót thương phàm trần bao kẻ u mê có người con gái sinh ra ý à. Một người con nghe gái sinh ra sớm sinh mắt đang ngắm buồn vì nhỏ mong mong đi sống ngâm nghi thầm mơ mồ côi xa em nghe cấp đường thầy quỳ cầu tiên nó sinh sinh nghĩ một thì đời nghe làm mờ phúc cứu nghĩ sân ngang ý nghĩ nghĩ
cứu dân. Tiên sinh đặt phép đặt tên Chúa Nguyệt họ tin đưa về tới tận kinh đô. Xoay cửa nhà giả sư lắm mi lạnh đồng giả tin sự chiến sự nghĩ bà chỉ rõ ý nghĩa. Chăm mở linh nhớ ý à. Về đâu nghỉ làm lễ sáng nghỉ nhàng cuối đầu tây bao chín mười phương độ sự nghĩa tay sức sức kỳ bìa gắn đó tổ tự nghĩa ý nghĩa ngà 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 ngà. Bài sai đô chiều lục lùng thùng làng ân làng ái bốn dòng sơn trạc tinh nha tình hay mang trúc mang giang ơi tình mình ngày mang nó xuống mang mang sang mang may mang lưới gớm làm sang đường nghèo tình mình số hay sung ngay đi đi tìm mà đi đi ngà 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 ngà. Rồ mây rồ mây lạnh ở xíu lưng lưng đeo ý ngà 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 ngà. Xói cho cuộc thú dân cường xói trong Lam Việt bốn phương tai hòa xong đăng chúa tòa sáng gần xa ý à ơi à ơi tiền là sáng nghe xoay liệt nhằm xíu mà đẹp làm sao được rước bước đi tì tòa sáng xoay lên ngàn nè xoay lên ngàn nè đẹp làm sao ý
bóng dáng người tiên nữ trăng bay về bản đền đời. Bóng bóng dáng người tiên nữ đang bay về, đang bay về bản đền đời. Lộc tài chúa mới ban ra, bốn phương ngồi họp để đã tháng ngày. Ban cho tiền đô lụa dày, bồng lộc hơn nhiều lắm ngoài năm xưa. Thanh đồng con phía xoay thờ, 30 mùng 11 14 hôm rằm, 30 mùng 11 ngày 54. Chú đi tới đâu có đón hoa sao, chú về bánh biểu sớm chiều có mang ngang, tay khơi về bán sân kỳ vàng, đem cho trong họ sầu sáng đời đời, đem cho trong họ đời đời sầu sáng. Trên cộng đồng rực rỡ, cánh hoa khoe màu, cánh hoa khoe màu, hướng tâm là ngàn ni non sáng về đây cho con sân đi lời ca. Chúa xinh như hoa, chúa đẹp tận tiên đa giáng sinh ngàn yêu kiều, giáng sinh nhẹ nhàng làn da sắc ngọc làm đất đầy chất già. Đồi núi bao xa lên ngàn chua hai bông hoa, hai hoa hai hoa mang về đến đây, biết bao thành đồng chờ mong ban phép, biết bao thành đồng chờ mong ban phép. Cao sông cao càng kỳ cao, đông sốc cao rồi đi xuống đèo mùa, đèo trèo về đất đỏ sông mờ sông, rồi lên tới đèn tiền xuống đây mấy thật là đèo, nhìn xe có xinh đẹp đẹp đi đi nó ơi sao nó ngờ người hoa hoa sàn hoa thắm hoa tươi, sàn hoa sàn hoa thắm hoa tươi. Chim bay lưu lo chào mừng hát khúc ca chào gió. Một người con nghe ngài sinh nghề ra sớm xin văn văn đang bù nghỉ nhỏ bóng ngang đêm sống ngâm ma thầm mở bối san lân mẹ gặp đường thầy quỳ công tiết na sinh nghĩ một đi đời là phong cứu sân kỳ nghỉ ngang. Đời Chúa làm phúc cứu dân, tiên sinh làm phép đặt tên Chúa Nguyệt nghi họ tin đưa về tới tận kinh đô. Tiên Chúa Nguyệt
nô xem mà bói rất hay, chú bà soi cho ra sự hôm nay. Xe loan thánh giá hồi cùng vâng kinh nguyện đêm ngày soi tỏ chú đang bờ sức dơ càng đờ cũng ồn. Nương xanh ngắt trắng mi lòng anh cúc đứa con sinh già bên ngọc long nghi lành ai đi lễ mẫu hòa bình chờ phương lấp mi sớm hoa chiều đông đông đôi nữ nghỉ phương đọc ngờ mong nghỉ bạn buôn tiếng xuống đền vắng nghi vắng sớm nghỉ hôn ý sơn trang lừng lẫy đất hòa bình đã dậy mai linh lửa đêm mi giờ tí chú hiện tôi đầu lên bộ chín mười phương đồ chi
tay sinh ngược bìa cắt đá tàu bìa kí mình mong anh mong đền ngưỡng về xuống chiếc thuyền dầu sao chữ y bê ngọc sọc con sông ra rào khắp xuôi khe từ hàng biển xuôi rút sẹo vào quan ngò con ngự ý ngò là ngò số khoáng từ áng miêng xuôi rút trèo vào ngược xuôi xuôi ngược trèo vào động tiên nghe khắp mọi miền kêu cầu vòng bay ai lôi lầm chúa đoái lòng thương đi à ơi à rồi ai gắn số giờ sương nghi đến nhau số tháng số thời đồ số số đồ cho tay ngoan làm nghi coi đồ cho người toàn coi sông mờ lần nghi nước ngờ tiền tẩy hết bụi sân ý nhích lại gần người má nó báo nho mùa xuân sang đón khách hoa đào ai đi lễ mẫu hòa bình xuân sang xèo vào xa tây bốc nghe lạc ai xơi ngô ba bảy mười hai cửa ngàn nương chút xèo vào dần dần sừng ngờ chút ngâm sừng bày mai sừng chút sừng ngờ thông thông ngâm xin đi non ngào ngôn lửa nước khô khô sông ngờ ý nghi ngàn ngàn người thổ xuống bắc mà nghỉ xuống bắc mà người thổ người giao xuân xuân sang đất cánh hoa ngà đào ai đi lấy mẫu sơn sang hòa bình nghỉ ai đi lấy mẫu hòa bình sơn sang thăm ông hoa đua lờ đầy ngang tay ai vui trên vai lặng trái chim thơm dùng ra dùng gì quậy gánh đầu lon dùng ra dùng gì quậy gánh đầu lon bạn làng ơi sự mà đã về đến nở rồi vô thì nó đến đi vô thì nó đến đi gió vội 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 đèn là họ là quan họ là quan trước công cộng nghiêm sang ta
không nhà thầy hoài hoài ý ca mùa xuân về, mùa xuân về bông hoa ban lở trắng, mùa xuân về hoa ban lở trắng, mùa thu về bông hoa cúc vàng tươi, mùa thu về hoa cúc vàng tươi, sông rau sâu sông xịt sườn núi sao đèo mèo người mèo cá mắt, sông rau sông sông xịt sườn núi sao đến khi mèo đi về. Xây người mường, xây người mường xuống sông thả nước, xây người mường xuống sông thả nước, xây người mắm lên dây làm nương, xây người mắm lên dây làm nương, sông rau sông rau xin sườn núi sông lên đèo mùi mèo cá mắt, sông rau sông sông xin sườn núi sao đang đi đèo người mèo đi về. Nụ xuôi đã chất đầu nguồn, ông dĩ dĩ đi nguồn dưới cảnh thác đi vợn là nơi thằng tinh tinh lập ngôi đền nà thanh thanh nghi tinh biển bao con sông ghi đà nước ngang dày dĩ nghi dạo ngang đi nghi sóng họ mường áo trắng đai nghi xanh xanh nghi dành thiên đất nước
dõi truyền sự sanh sinh nhà họ Vũ một cảnh hình dung nhan sắc khác nghi lào tiền xa ý sang có cây gỗ tu tốt xanh xanh rượm mờ và đang xưa lúc đi cánh anh đi mà giờ tính nghiền ra hàng bị lữ cùng lữ nó đi dầu áo trắng trắng hải cứ non dâu áo gấm hay cơm chúa đi giao khắp mười phương thị thành xe tra tiền bằng giấy ai biết chúa bà tay này miệng vang chúa thương nghĩa tới cảnh cơ hàn ý sông ngon này nếu biết sao thì ngưỡng lòng đi nhiều hơn năng xưa phút biến thiên về lưỡi bàn tình say cam làng đông tình sân nghi hoa còn xin ngài ngao ở bóng bóng xuống nghi ba vì đến làm lễ dâng nhang khấn rằng chư Phật mười phương độ trì tay dâng nhang miệng lại từ bi tam tòa tiên thánh chứng tâm cho thanh đồng ý ơi à bài sa sơn sang đang tinh tinh xuống hay bằng ngò xuống khi bằng bằng vàng bằng may mắn nếu làm xa đường ý nghĩa tình hay mang chúc mang vàng mang tre mang nửa cơm nam trà đường tình nghi hay sung ai đi ia ơi à đằng ai thấp đó bên đầu một màu xuân sắc lên ngàn nè, sao lên
lên ngàn lòng lắm quả nhiều hoa. Sư bạn đốt đường vào ra sớm chiều ngủ. Rổ bay lăng ở xíu lưng ưng đeo. Ý ngà 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 ngà. Xa ý à ơi à, đường ước tin nào sáng đi xoay lên ngàn sứ bà đẹp làm sao đúng rước đúng tin tì tòa sáng nghe xoay lên ngàn, xoay lên ngàn đẹp làm sao. Chúa mới ban ra bốn phương ngồi họp đi đã tháng ngày ban cho tiền tốt lụa dày bồng lộc hơn nhiều lắm ngoài năm xưa thành đồng con khuya sớm phụng thờ 30 mùng 1 14 hôm rằm 30 mùng 1 ngày rằm 14 sông cao con kỳ cao râu sông cao rồi đi xuống đèo ôm đèo đèo mây đặt đo trong bờ trung rồi lên tới đèn tiền xuống đây mấy thằng nàng ở đèn nhìn xem ô xinh đẹp đi lo ơi sao là ngờ người hoa hoang sàn hoa tóc mơ tư sàn hoa sàn hoa tóc mơ tư về đây trong khúc nhạc vui chúng con dâng lời ca, chúng con dâng lời ca. Chúa xinh như hoa, lại đẹp như tiên, giáng sinh nhiều kiều, giáng sinh nhiều kiều, giáng sinh nhiều kiều, làm ta thắm hồng đắm say chân già. Cả ngày hôm nay đoàn giá về đây mang ơn Chúa đời đời. Rồi ngày mùa xuân đi sáng nghe chim én bay sóng ngả trên trời, hoa bay sóng lặng bướm sóc khi cao sóc cao sườn đồi nghe ta vào sóc cao sườn đồi chim bay níu đó chào mừng hát khúc ca chào gió. Con hót quỳ tâu chim mót mừng vui đón Chúa về đây. Đón Chúa về đây trên thiên cung ca trong vạn na xa giáng tiên yêu kiều, giáng tiên yêu kiều hội vui tới rồi đón Chúa về đây. Chúa về đến đây ban chữ đề đà rồi ngắm áo nghe ngắm hạ gì kia ngựa chúc bà giàu không
ni bồn nước phước nghe các kỳ tổ hoàng bắt bắt phùa xê xa tiền mặng ở sân sức ngót nhìn thấy miệng lầy tay văn còn xin xuống thấy những nghi cảnh cỡ hương hàn nờ hàng nghi nắng lầy xuống thương tiếc những nghi cảnh cơ nếu không biết đi xa thì ngược lòng lòng nhiều hơn xưa phút biến đi về nơi ban tình sai ngát làng đục đỉnh sấm nghi ngoa còn riêng ngay nào ở bóng bóng rùa bà thương đồng không nghi ngại đường xa thông mây lương gió cưới mây về đền chúa bay về đền về để xa ngự cho các thanh đồng thỏa lối chờ mong ý à anh sợi ngọc mờ như cây như lắng như sông như đỏ sông như đỏ đỏ ngang bên dọc vòng ngờ xưa giữ kỳ đông lòng già cứ sợ tôi sao ý nghĩa sơ loan thánh giã hồi cùng để đất bóng tốt đi quan nghe con thịnh mời nghe nay năm sắc sáng đi điện súng ngoài hùng
sông nhan thâm cờ rìa quang binh chứng từ trung ca đinh tăng tăng cung giảng kim phùng hoàng tân cận phật phật thanh tiến sung vương nghe nga nam nam ngờ cận phú ngắn vân sung sinh quan về chứng từ trung nghe sư dâng lên ngày lành mắt sư dâng lên trình quan đề nhất nên xếp biến rõ ràng phi cho gì thì chàng xinh xinh sư sức lên chỉ ông tông đôi xếp biết rõ ràng vì rõ như vì chàng xinh xinh văn sư sức lên đề từ con ni văn sư sức lên chỉ quan đề nhất xếp biết rõ ràng vì rõ như vì chàng xinh xinh vì nghe sóng nhị từ trong sinh sinh cửa nhà hàng hai phúc lãng hàn sinh đồ cho phúc giàu sang sang để con sốc một lòng không dám đưa sai chỉ theo việc nghe dưới theo lòng đầy quan về mang lòng mang ta ai ra ngoài
đắc điền những ngỡ thần nờ. Nơi xa bên nước nờ có nghĩ thì nơi nghĩ gần nờ khi sợ quý nghiền. Sẽ loan thánh ra